Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 18 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với hàng chục ngàn tín hữu và các du khách hành hương. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, khi tiếp nhận Chúa Giêsu và tìm theo Ngài mỗi ngày như mẹ Maria, chúng ta có thể cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Chúa đối với chúng ta và thế giới. cử chỉ vâng lời và khiêm tốn của Thánh Giuse dạy cho chúng ta biết luôn luôn tín thác nơi Thiên Chúa và để cho Chúa hướng dẫn cuộc sống. Chúng ta hãy tìm bước vào lễ Giáng sinh đích thật của Chúa Giêsu để đón nhận ơn thánh của ngày lễ là ân huệ của tình yêu lòng khiêm tốn và sự hiền diệu. Sau đây là bài huấn dụ của Đức Thanh Cha. Phụng vụ của Chúa Nhật thứ tư và cuối cùng của mùa vọng có đề tài là Thiên Chúa đến gần trong khiêm nhường. Đoạn Tin mừng của Thánh sử Matthew cho chúng ta thấy hai người đã bị liên lụy hơn mọi người khác trong mầu nhiệm tình yêu này, đó là Đức Trinh Nữ Maria và chồng là Giuse. Mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm sự gần gũi của Thiên Chúa với nhân loại. Đức Maria được giới thiệu dưới ánh sáng lời tiên tri nói rằng: Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và cho chào đời một con trai. Thánh sử Matthew thừa nhận rằng điều đã xảy ra nơi Đức Maria là đấng đã thụ thai Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Con Thiên Chúa đến trong cung lòng mẹ để trở thành người và mẹ tiếp nhận Chúa. Như vậy, trong một cách thức duy nhất, Thiên Chúa đã đến gần con người bằng cách nhận lấy thịt xác của một phụ nữ thiên chúa đến gần chúng ta và đã nhận lấy thịt xác của một phụ nữ ngài cũng đến gần chúng ta trong cách thức khác nhau với ân thánh của ngài để bước vào trong cuộc sống chúng ta và cống hiến cho chúng ta món quà là con của ngài và chúng ta làm gì chúng ta có tiếp đón ngài có để cho Ngài đến gần hay khước từ Ngài, hay đuổi Ngài đi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Như mẹ Maria, khi dâng hiến chính mình cho Chúa của lịch sử đã cho phép Ngài thay đổi số phận khiêm hạ, cũng thế khi tiếp đón Chúa Giêsu và tìm theo Ngài mỗi ngày, chúng ta có thể cộng tác vào chương trình cứu độ của ngài đối với chúng ta và thế giới như vậy mẹ maria xuất hiện như mẫu gương cần nói theo và như sự nâng đỡ có thể cậy nhờ trong việc kiếm tìm thiên chúa trong sự gần gũi của chúng ta với chúa trong việc để cho ngài đến gần chúng ta và trong dấn thân xây dựng một nền văn minh tình thương Nhân vật khác của tin mừng hôm nay là Thánh Du Xe. Thánh sử minh nhiên sự kiện một mình Thánh Du Xe không thể giải thích biến cố Ngài trông thấy trước mắt, nghĩa là việc Đức Maria mang thai. Tuy nhiên, chính khi đó, chính trong lúc nghi ngờ và cả trong sự âu lo ấy, Thiên Chúa cũng tới gần Thánh nhân với một sứ giả của Ngài và soi sáng cho Thánh nhân biết bản chất của chức làm mẹ ấy con trẻ được sinh ra nơi mẹ là do Chúa Thánh Thần. Như thế, đứng trước biến cố ngoại thường, chắc chắn nổi lên trong con tim người biết bao nhiêu câu hỏi. Người hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa là đứng tới gần thánh nhân. Và theo lời Chúa mời gọi, không rẫy người vợ đã được hứa hôn nhưng đem về với mình và cưới Đức Maria. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa thái độ của Thánh Giuse như sau: Khi tiếp nhận Đức Maria, Thánh Giuse ý thức tiếp nhận với tình yêu. Đấng đã được thụ thai nơi mẹ do công trình đáng khâm phục của Thiên Chúa, là Đấng làm được mọi sự. Thánh Giuse, con người khiêm tốn và công chính, dạy chúng ta luôn luôn tín thác nơi Thiên Chúa, là Đấng đến gần chúng ta. Khi Thiên Chúa tới gần chúng ta, chúng ta phải tín thác Thánh Giuse dạy chúng ta để cho Chúa hướng dẫn với lòng vâng lời tự nguyện. Hai gương mặt này, Đức Maria và Thánh Giuse là những người đầu tiên tiếp đón Chúa Giêsu qua đức tin, dẫn đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm lễ Giáng Sinh. Mẹ Maria giúp chúng ta đặt mình trong thái độ sẵn sàng tiếp đón con Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể trong thịt xác chúng ta, Thánh Giuse thúc giục chúng ta luôn luôn tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa và đi theo với lòng tin tưởng tràn đầy. cả hai vị đã để cho Thiên Chúa tới gần. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, người sẽ được đặt tên là Emmanuel có nghĩa là thiên chúa ở cùng chúng ta thiên thần nói như thế con trẻ sẽ được gọi là emmanuel có nghĩa là thiên chúa ở cùng chúng ta có nghĩa là thiên chúa gần gũi chúng ta và tôi mở cửa cho thiên chúa đến gần mở cửa cho chúa khi tôi cảm nhận một linh hứng nội tâm khi tôi cảm nhận rằng ngài xin tôi làm một điều gì hơn nữa cho tha nhân khi ngài mời gọi tôi cầu nguyện thiên chúa ở cùng chúng ta thiên chúa tới gần ước chi lời loan báo hy vọng này thành toàn trong lễ giáng sinh cũng hoàn tất sự chờ đợi thiên chúa nơi từng người trong chúng ta trong toàn giáo hội và trong biết bao nhiêu người bé nhỏ mà thế giới khinh rẻ nhưng thiên chúa yêu thương và thiên chúa đến gần họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho cuộc đối thoại tại Cộng hòa dân chủ Congo được diễn ra trong an bình, tránh mọi loại bạo lực và cho thiện ích của toàn quốc gia này. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào nhóm Unitasi là Liên Hiệp Italia, chuyên chở các bệnh nhân đi hành hương lộ Đức. ngài ca ngợi công việc làm tốt lành của họ, Liên Hiệp đã tổ chức một hang đá sống với sự tham dự của các người tàn tật. Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người và mọi tổ chức đã gửi lời chúc mừng Thượng Thọ 80 của Ngài hôm thứ Bảy vừa qua. Ngài nói, Chúa Nhật tới là lễ Giáng sinh, trong tuần này, tôi xin anh chị em, chúng ta hãy tìm ra vài lúc để dừng lại, thinh lặng. Và tưởng tượng ra Đức Mẹ và Thánh Du Xe đang đi về Bethlehem. Tưởng tượng ra các ngài như thế nào. Đi đường xa mệt nhọc, nhưng cũng tươi vui. Sự cảm động, nỗi lo lắng tìm một chỗ trọ, sự lo âu, vân vân. Hang đá mắng cỏ trợ giúp chúng ta làm điều ấy chúng ta hãy tìm bước vào trong lễ Giáng sinh đích thật. Lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu là đấng đến gần, Thiên Chúa ở cùng chúng ta để nhận ân sủng của ngày lễ này. Là một ân thánh của sự gần gũi, của tình yêu, lòng khiêm tốn và sự hiền diệu. Và trong những lúc ấy, xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi nữa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv at vietcatholic.net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.